Chiều ngày 11 tháng 1 năm 2023, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp cùng nhà tài trợ DCI Việt Nam Năng Đoạn Kim Cương tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu DCI Việt Nam số 25, cầu Tranh. Tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Lệ Nhật, trưởng ban thông tin truyền thông Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, cùng đại diện lãnh đạo chính quyền các ban ngành, nhà tài trợ, quý bà con của hai xã Vĩnh Thạnh, Long Hậu cùng về tham dự. Buổi lễ được diễn ra với nghi thức lễ động thổ theo phong tục tâm linh tại địa phương. Được biết, cầu DCI số 25 cầu Ranh là cây cầu ván tạm bợ do bà con tại địa phương xây dựng lên, nay đã không đủ điều kiện cho bà con qua lại. Từ sự vận động của chính quyền, sự hỗ trợ của DCI, cầu sẽ được bắc bằng bê tông có thép, chiều dài 22 m, rộng 4 m, trọng tải 5 tấn, kinh phí dự kiến là 400 triệu. Trong đó, quỹ DCI hỗ trợ 240 triệu, phần còn lại do địa phương đóng góp. Chiều cùng ngày, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Lấp Vò cùng quỹ từ thiện DCI đã đến ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Thạnh làm lễ khởi công xây dựng nhà tình thương. Căn nhà có diện tích ngang 4 m, dài 8 m, tổng kinh phí dự kiến là 53 triệu đồng. Quỹ DCI hỗ trợ 50 triệu, phần còn lại do gia đình đối ứng. Tiếp đến, đoàn đã đến ấp Khánh Nhân, xã Tân Khánh Trung làm lễ bàn giao căn nhà tình thương cho hộ gia đình khó khăn. Nhà có chiều dài 11 m, ngang 6,6 m, tổng kinh phí xây dựng là 72 triệu, chưa tính công thợ.